vị khán giả đang theo dõi chương trình Chào buổi sáng của Đài Truyền hình Việt Nam trực tiếp trên kênh VTV1. Vào cuối tháng 10, lạm phát một năm trong khối các nước sử dụng đồng tiền chung Euro đã vượt qua 10%. Trong ít phút nữa thì phóng viên Lê Hồng Quang từ châu Âu sẽ thông tin chi tiết. Còn Nhật Bản thì sẽ chi kỷ lục can thiệp thị trường ngoại hối, và phóng viên Long Nguyễn cũng sẽ thông tin chi tiết tới quý vị khán giả sau ít phút nữa. Biên tập viên Lan Anh và biên tập viên Minh Châu thì đã quay trở lại để đồng hành với quý vị và gửi tới quý vị rất nhiều những tin tức nổi bật đầu ngày. Ngày hôm nay thì thời tiết tại miền Bắc và Hà Nội nhìn chung là khô hanh, và cụ thể như thế nào thì một lát nữa chị Minh Châu sẽ thông tin tới khán giả. Và bây giờ mời chị Lan Anh cập nhật tin tức. Dạ vâng, cảm ơn chị Huyền. Thưa quý vị, hôm nay thì Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về dự án luật phòng